cua tươi vừa bắt lên được bỏ ngay vào nồi hấp chín có thể giữ được vị ngọt và vị tươi của thịt cua khi bẻ mai cua ra bên trong đầy gạch hiện đang đúng dịp ăn cua lông ngon nhất nhưng cơn bão kratong đang chuẩn bị ập vào đài loan khiến những hộ nuôi cua cảm thấy lo lắng phấp phỏng đóng những thanh thép rồi dùng những tấm chắn có chiều cao bằng nửa người để quây kín lại ngoài ra cũng đóng van nước của các hồ nuôi cua lại để giữ cho nước trong hồ ở mực nước thấp bởi vì chỉ cần mưa lớn đổ xuống mực nước dâng cao thì những con cua lông sẽ theo nước nổi mà đào tẩu tập thể. Thì sự lo lắng của những hộ nuôi cua không phải là vô căn cứ, bởi vì hiện đang là thời điểm cua lông bán rất được giá. Một con cua lông chỉ nặng khoảng 4 lượng tức khoảng 150 gram đã có giá bán khoảng 500 đài tệ. Một hồ nuôi cua có khoảng 3.000 con cua giống là đã có tổng giá trị lên tới 1,5 triệu đài tệ. Vì vậy các hộ nuôi cua ngoài làm tấm chắn quay lại thì cũng sẽ bơm oxy vào trong hồ nuôi để cua lông không bị chết vì thiếu oxy. Theo Chủ tịch Hiệp hội Phát triển và Nuôi Cua Lông huyện Miêu Lật, ông Phạm Hiền Đạt cho biết, bão cũng thuộc dạng áp thấp. Khi xuất hiện áp thấp, nước hồ nuôi sẽ bị thiếu oxy cũng không có ánh nắng mặt trời, vì vậy nhất định phải bơm oxy vào để đảm bảo cho sự an toàn của cua lông. Đang đúng vào thời điểm thu hoạch cua lông thì có bão ập đến, các hộ nuôi cua lông đứng ngồi không yên vì lo lắng chỉ sợ tình hình bão gió không lường trước được sẽ khiến công lao vất vả cả năm trời đổ ra sông ra biển